Công trình có tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, nằm ở phía Tây Hà Nội, tại đường Nguyễn Trác, thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Bệnh viện Nhi Hà Nội là cơ sở y tế chuyên ngành nhi khoa đầu tiên của thủ đô. Đi vào hoạt động từ tháng 10 năm nay, dự kiến mỗi ngày Bệnh viện Nhi Hà Nội sẽ khám chữa bệnh ngoại trú cho gần 1.000 bệnh nhân và điều trị nội trú cho 200 trẻ. Công trình được xây dựng với kiến trúc độc đáo, đẹp mắt, được mọi người đánh giá như khách sạn khám chữa bệnh tầm cỡ 5 sao.